Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay hiện tại thì mình đang mặc cái bộ trang phục thợ săn phù thủy nha mọi người ơi. Cái đậu xanh và nốc một thanh niên. Úi dồi ôi, lên bảng điểm số nha bạn ơi. Vâng, như vậy là rất là đơn giản thì mình đã có được một mạng đầu tiên. À, trên kia, đang còn người nữa hả? Úi dồi ôi, chạy hả em? Chạy hả em ơi? Đừng có chạy nha, đừng tưởng là chạy với anh mà được hả? Ok luôn, xong luôn và mình đã có được mạng thứ hai. Nào, à đây nữa hả? Úi dồi ôi, mạng thứ ba luôn. Anh em thấy có dễ không ạ? Rất là đơn giản phải không mọi người? Hôm nay là đáng lẽ là chơi đua cơ. Chơi đua với một người bạn nữa của tôi sẽ là sát thủ. Nhưng mà bạn ấy thì lại đai quá là sớm luôn. Thế nên là bây giờ tôi sẽ ở trong cuộc chiến là solo vết đua. Ủa ơi, căng căng căng. Trên này đang còn người không ạ? Ủa ơi, gắt quá cơ. Kìa kìa, cho nó để xuống không ạ? Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái chỗ núp khá là ok mà bây giờ mình mới thử. Đó, anh em ngồi xuống. Và đây, chúng ta chỉ cần chờ cái địch chạy lên thôi. Mà trước hết là mình sẽ bơm máu cái đã. Ok, để xem là chúng nó có chạy lên hay không. Nào các bạn, chạy lên đi. Nào mấy thanh niên. À, chưa chạy lên hả? Vậy thì mình sẽ bắn súng để lộ vị trí nha các bạn ơi. Rồi, nào, chạy lên đây đi các thanh niên. Tôi sẽ xử lý công luôn. Tôi lại ngại công à? Các bạn là có hai đứa, nên là mình sẽ đứng tạm ở đây cái đã. Ủa, lên đây làm gì hả? Úi dồi ôi em ơi. Úi dồi em ơi, ngơ ngác hả? Ngơ ngác hả? Và đang còn một thằng nữa nha mọi người ơi. Úi dồi ôi, thanh niên và lên bảng điểm số luôn. Rất là nhanh chóng thì mình cũng đã có được 5 mạng. Rồi, mình sẽ chơi cái khẩu súng tiểu liên MP40. Vì là mình khá là thích cái khẩu súng này luôn nha mọi người ơi. Vâng, như vậy là vẫn đang còn tận là 26 thanh niên nữa nha các bạn ơi. Phải nói là vô cùng là đông người. Còn khoảng là nửa bản đồ nữa cơ mà. Nên là chúng ta hãy cứ từ từ mà ăn mạng thôi. Nói chung là không việc gì phải vội cả. Ok, mình đang cố gắng di chuyển thật nhanh. Và chúng ta sẽ chạy qua những cái khu vực khác thôi. Nào, bên dưới thì có một chiếc xe máy này. Và có cả bộ sửa chữa giáp luôn, ngon. Vậy là mình chuẩn bị có giáp 3 rồi nha. Ok, giáp level 3 luôn. Lên xe và chạy đi săn người thôi mọi người. Nào, ở đây còn ai nữa không nhỉ? Tôi sẽ dùng cái con xe máy này để đi săn người luôn. Không ngại gì cả nha. Vì là tên bộ trang phục đã nói lên tất cả. Thợ săn phù thủy. Nhưng ở đây tôi sẽ là thợ săn người. À, trong nhà này có người mọi người ạ. Ok, anh em bình tĩnh nhá. Có người ở trên. Và chủ yếu là mấy thanh niên ở đây chủ yếu là thủ thôi mọi người ạ. Nên là các bạn ấy sẽ không xuống. Tôi đã thấy được rằng là có một cái hòm xác ở ngay chỗ kia. Phải nói là vô cùng căng thẳng. Bây giờ mà chạy lên thì khá là bất lợi cho tôi. Thế nên là mình sẽ không chạy lên đâu. Cứ ở đây cứ đã không ạ. Không nên chạy lên làm cái gì cả. Chúng ta sẽ rất là bất lợi và khả năng đai sớm là cao. Nên là việc gì cũng phải từ từ giải quyết. Đó, tôi ra ngoài cái đã. Ra ngoài và tìm những cái mục tiêu khác. Nếu mà không có mục tiêu thì mình sẽ quay lại căn nhà này sau. Đó, anh em phải chơi chiến thuật thông minh. Tại vì là những cái thanh niên thủ nhà thì các bạn ấy là chỉ có thủ thôi. Các bạn ấy rất là ít khi các bạn ấy xuống. Mà chơi nhây với mấy ông đấy thì cực kỳ là nguy hiểm. Như kiểu là anh em công lên, đặc biệt là công lên ở căn nhà đó rất là khó luôn nha. Công lên nó trong một quả lựu này, hoặc là nó cầm súng sấy ở ngay cầu thang thì anh em cũng biết điều gì xảy ra rồi đó. Anh em sẽ bị đai ngay lập tức luôn. Nó khá là khó trong một cái tình huống công lên là như vậy. Vâng, ở đây 23 người nữa. Để coi. Hiện tại thì ở đây mình vẫn chưa thấy ai. Mà có lẽ là ở ngay căn nhà phía dưới thì có một cái hộp sửa chữa giam, nhưng mà thằng nào nó ăn mất tiêu rồi. Bây giờ là chúng ta cũng không có thấy luôn. Vâng. Hay là chúng ta sẽ quay lại mọi người nhỉ? Quay lại căn nhà chỗ này. Nói chung là mình sẽ lượn lờ qua đây để xem là thanh niên ở chỗ đó thì bạn ấy có quyết định là di chuyển xuống hay không. Nào. À, bên ngoài cũng đang còn người. Ok, chạy qua và tất nhiên là sẽ xử luôn mấy cái đứa ở ngay khu này. Ok anh em ơi, thợ săn phù thủy sẽ qua ngay. Hiện tại thì cái đồn thính của mình đã dùng được, nhưng mà tôi thì lại chưa thích dùng. Thế nên là vẫn để ở đó vậy. 21 thằng nữa. Nào, coi nào anh em ơi. Úi dồi ôi, ở đây anh em đã thấy ai chưa nhỉ? Chưa thấy ai luôn. Mà tại sao tôi vừa thấy cái ký hiệu bắn súng ở ngay đây cơ mà? Tại sao bây giờ lại chưa thấy nhỉ?
mình sẽ đứng tạm ở đây cái đã. Đứng tạm ở đây để canh. Đây, qua cả cái gốc cây này luôn. Tôi nghĩ là gốc cây này sẽ thủ tốt hơn. Và kia, thấy người từ nhà các bạn ơi, chạy hả? Chạy hả em ơi, đừng chạy. Ủa em một pha dựng tường băng rất là nhanh đến từ vị trí của đối thủ. Căng rồi nha. Căng rồi nha, và mình sẽ lùi bước về phía sau để thấy các bạn ấy rõ hơn. Đó, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Nào, hẳn là hai đứa cùng dựng tường băng cả. Căng thẳng vậy. Ok, và tôi cũng sẽ dựng tường băng luôn. Tôi lại ngại công quá à. Thích dựng tường băng, tôi cũng dựng tường băng với công luôn. À kia, chạy lên hả? Chạy lên hả? Úi dồi ôi, chạy lên hả? Đừng có chạy. Đừng có chạy bạn ơi. Nhưng mà bạn ấy chạy nhanh quá nên là mình cũng không bắn kịp theo luôn. Căng căng căng. Đằng sau, đằng sau thì vừa xảy ra một cái vụ nổ súng. Chắc là lại là căn nhà này đây. Có lẽ là có bạn nào công lên và đã bị hạ. Tôi nghĩ là như vậy. Nên là tôi sẽ vòng lại một lần nữa. Ok. Ủa ơi, hòm sắt kìa. Hòm sắt ở ngay đây. Như vậy là đối thủ của chúng ta sẽ không ở xa đâu nha. Ra ngoài cái đá. Chúng ta sẽ câu lựu lên trên qua cái đường cửa sổ. Này bạn ơi. Đấy. Dựng tường băng rất là nhanh. Như vậy là chắc chắn là ở trên có người anh em ơi. Nhưng mà hiện tại nếu như mình muốn công lên thì đây sẽ là một tình huống vô cùng là khó khăn. Nên là có lẽ mình sẽ không công. Chúng ta sẽ chạy qua đây cái đá. Bây giờ là an toàn là trên hết mọi người ạ. Nào nào. Thanh niên đó thủ nên là vẫn chưa chịu xuống đâu. Ngoại trừ là anh em sẽ phải đợi là khi nào bo thu. Tôi thì là biết được rằng là những cái thanh niên như vậy vô cùng là nguy hiểm. Thế nên là thôi, chạy qua đây, lượm thính cái đá mọi người ơi. Cứ lượm thính cái đá rồi là chúng ta sẽ tính tiếp sau vậy. Úi dồi ôi, ngoan quá anh em ơi. Mà lại dính ngay cái vùng danger nên là thôi thôi thôi. Vào tạm căn nhà này cái đã. Đang dính ngay vùng danger cơ mà. Nhảy qua cửa sổ, ngồi xuống. Và đây có mũ hai này ngon. À đã có những cái ký hiệu bắn súng ở trên bản đồ. Căng căng căng. Ở ngay trên đồ có người mọi người ơi. Nào để coi nào. Hello. Chưa thấy ai, chưa thấy ai. Bên này cũng chưa thấy ai luôn. Chắc là mình sẽ lên lên tầng 2 thì sẽ có một cái lợi thế tốt hơn. Lên tầng 2 để quan sát kỹ hơn nào. Ba lô đã đẩy. Nào, hello. Úi dồi ôi, chưa thấy mọi người ạ. Ở đây thì có người không nhỉ? À kia rồi. Kia rồi, kia rồi. Hẳn là câu lựu xuống cả. Hẳn là câu lựu xuống cả. Câu lựu xuống hải em ơi. Xong nha, xong nha. Và bạn này nữa. Úi dồi ôi, bạn này nữa. Lên bảng điểm số nha bạn ơi. Cái đậu xanh thiên nhiên. Ngon. Ơ mà có team nào nữa kia vậy? Ơ thôi xong rồi. Chúng nó đã biết vị trí của mình. Cái đậu xanh. Ủa ơi căng căng. Căng căng. Mình thì hiện tại chỉ còn lại là hơn 40 máu một chút xíu thôi. Ngồi tạm đây đã. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình là ngồi ghế phần 2. Ủa ơi. Câu lựu lên hả? Nhưng mà tôi ngồi ghế thì ông câu lựu bằng niềm tin à? Có giỏi thì lên đây. Úi dồi thiên nhiên. Úi dồi thiên nhiên. Úi dồi ôi nốc rồi nha. Và còn một thằng nữa. Thanh niên chạy lên cứu bạn đi, chạy lên cứu bạn đi. Và bạn của bạn đã bị hạ gục rồi nhá. Hello bạn ơi, à đây, à đây, à đây. Đây chứ đâu, và xin chia buồn bạn đã phải ra đi ở trong cái trận đấu này. Vâng, như vậy là chỉ còn lại có 11 thanh niên nữa thôi. Đó, rất là nhiều tường băng luôn. Hai thanh niên này có vẻ như là lượm cực kỳ nhiều tường băng. Và khá là nhiều những cái trang bị ngon. Rồi, quá ổn mọi người ơi. Ok, ông Amonix cho Ska. Có giảm thanh, nên là mình sẽ trang bị giảm thanh luôn vậy. Nào, chúng ta sẽ nên chạy đi đâu đây nha em ơi. Chạy đi đâu vậy nhỉ mọi người. Chạy xuống dưới thôi chứ còn là chạy đi đâu nữa. Và rất là cảm ơn hai bạn đã để lại cho mình một chiếc xe chạy khá là nhanh ở đây. Ngon. Vừa có thêm mạng, lại vừa có xe để chạy. Quá là ok luôn. À thanh niên, nãy giờ là ông này chạy con xe motorcycle chạy rộng ở đây hả? Có dừng xe lại không? Xe tôi là xe tôi chạy nhanh hơn xe ông, nên là tôi sẽ tìm cách là chặn đầu xe của ông. Úi dồi ôi, dừng lại nhanh. Ơ kìa, nó vẫn chưa chịu dừng lại mọi người ạ. Ok, thợ săn phù thủy sẽ vòng lại để chơi với thanh niên này luôn. Xem là đứa nào nhây hơn. À thích nhây hả? Ok, nếu như ông thích nhây, chúng ta sẽ chơi nhây luôn.
Úi dồi ôi bạn ơi, từ từ bạn ơi, chạy nhanh vậy bạn. Thanh niên, úi dồi ôi, bắn không trúng phát nào luôn bạn, mới chỉ bắn trúng có 2 phát. Và anh em có thể thấy là hiện tại bọn Thu và tôi sẽ phải chạy thật là nhanh thôi. Bo Thu rồi nên là chạy thôi. À, xuống xe rồi hả? Thôi kệ, xuống xe thì tôi vẫn chạy thôi, tại vì là nếu mà đứng ở đấy solo thì Bo cắn nó sẽ rất là bất lợi anh em ạ. Nên là cứ vào Bo cái đã, xong là chúng ta sẽ tìm thanh niên kia sau chẳng hạn. Có lẽ là nên như vậy. Và ở đây thì sẽ có tận 2 thính luôn cơ. Căng căng căng. Nhưng mà cái đường chạy nó lại dính ngay cái mùi đen gờ, nên là tôi sẽ chạy theo cái hướng chỗ này. Uầy, 2 thính cả, thơm thơm. Và chạy thử hẳn lên trên coi. Có ai ở đây không vậy? Có ai ở đây không vậy? Úi dồi ôi, tôi vẫn chưa thấy ai cả mọi người ơi. 9 người nữa hả? Ok, để coi. Tôi vẫn đang tích cực chạy xe lượn lờ nhưng mà chưa thấy người. Rồi ok, cuối cùng là cái vùng đen gờ nó cũng đã xong. Lần này thì có vẻ như là đợi cái vùng đen gờ hơi bị lâu. 8 thằng nữa, ok. Bây giờ là chỉ còn lại có 7 người chơi ở trong cái ván đấu này thôi. Và cái thính thì ở đây có tận 2 thính nhưng mà mình vẫn chưa có cơ hội để lựa. Nên là tôi sẽ vòng lại để xem là mấy cái thính này nó sẽ có những cái trang bị gì. Ok, coi nào mọi người. Ồ, thì ra là AWM hả mọi người. Mình sẽ không chơi cái khẩu súng này nha. Đây, bây giờ phi xe thẳng theo cái hướng này, xem là cái thằng chạy xe Montechak nó còn ở đây hay không. Nào, hello bạn ơi. À đây, úi giời ơi. Đây chứ đâu hả các ông. Đây chứ đâu hả các ông, và chiêu buồn với bạn. Đã lên bảng điểm số rồi nhá. Và tôi lại phải chạy xuống phía dưới để lấy con xe để chạy thôi. Đây, chạy rất là ok và mới chỉ mất có 4 máu không sao cả. Cái vạch máu từ EP đã tự động cộng sang HP và hiện tại thì mình vẫn đầy 200 máu luôn. Rồi hướng này. Hình như là vẫn có một thính mà tôi chưa kịp lượm mọi người ạ. Tôi nghĩ là như vậy. À đây, 2 thính này là 2 thính khác nha. Xuống xe coi thử nào. Ôi, chúng ta sẽ có thêm đạn súng trường. Vậy thì cái thính trước mặt sẽ là thính gì vậy? Ok anh em ơi, xuống xe và xem thử nào. Ồ, giáp 3, ngon. Có giáp 3 rồi nha các ông ạ. Lượn lờ chỗ này coi. Và à đây, có một thính đang chạy hả? Úi dồi ôi, bạn ơi đừng có chạy. Đừng có chạy. Căng vậy, nốc rồi nha. Và còn một thằng nữa. Còn một thằng nữa ở ngay kia. Úi dồi ôi, em ơi, chạy hả? Và Bo thì nó lại thu lại nữa, nên là mình sẽ chạy qua ngay. Chạy qua hướng này ngay. 10 kill rồi nha mọi người. Bây giờ giết nốt bạn này nữa là chúng ta sẽ clear được team chỗ này. À mình thấy rồi, bạn ấy đang dựng tờ măng và đang thủ ở cái lề bên kia. Ok, anh em cứ phải bình tĩnh. Đó, dựng tờ măng cẩn thận. Dựng vô cùng là cẩn thận. Và hello thanh niên, bạn đang núp ở đâu vậy hả? Đâu rồi? Cái thanh niên này bên ngoài không có, hay là ở bên trong nhỉ không? Đây, bên trong vẫn chưa thấy đâu. What the hell. Đây, và bây giờ thì mình sẽ vào trong Bo trước nha mọi người ơi. Đó, đứng tạm ở đây. Ủa ơi đậu xanh. Kia hả? Úi dồi ôi. Thanh niên, làm gì ở đó vậy hả? À, mình chạy ra ngoài này rồi, bạn ấy mới dám chạy ra. Úi dồi ôi, chạy Bo hả? Hẳn là dựng từ băng cả. Dựng nó đi bạn ơi. À, dựng tờ băng cơ hả? Và lên bảng điểm số luôn nha. Ờ, tôi tính là chạy qua lút xăng nhưng mà cái xăng nó lại ngoài Bo, nên là sẽ thôi. Vâng, với việc là hạ gục thanh niên vừa rồi thì mình đang có được tận 12 kill và đang ở vị trí top 4. Còn 3 người nữa, cố lên anh em ơi. Cố lên, sắp được top 1 rồi. Sắp được top 1 rồi, cố lên anh em ơi. Chúng ta sẽ đứng tạm ở cái gốc cây chỗ này vậy. Ủa ơi, hình như là sau tường băng có người phải không anh em? Tôi nghĩ là sau tường băng có người. Ơ mà trước mặt cũng đang bắn nhau khá là căng. Cái đậu xanh, làm gì vậy hả? Úi dồi ôi mày thiên nhiên, ơ kìa. Thôi xong, cái thằng mấy hồng nó chạy nhanh quá, thế là nó đã hạ gục tôi rồi nha em ơi. Mình đã rất cố gắng nhưng chỉ dừng lại ở vị trí top 4 và... Ok, mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.